Gần đây, ngoài cánh đồng hy vọng do siêu sao đình đám Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính, trong bộ phim mới thì lý tưởng chiếu sáng Trung Quốc còn có Vương Nhất Bác vô cùng ổn định về độ nổi tiếng tham gia. Mới đây nhất, tài khoản chính thức của phim Lý tưởng chiếu sáng Trung Quốc vừa đăng trên Weibo của Vương Nhất Bác và phát hành các ảnh tình có liên quan. Khi ánh mắt của mọi người dần dần nhìn về Vương Nhất Bác, họ sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng anh đang mặc đồng phục học sinh Đảng Cộng Hòa, khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên quyết của anh dường như có một mục tiêu rất tham vọng. Anh có thể cho đi mọi thứ, con đường sẽ có khó khăn nhất định, nhưng khi gặp khó khăn và thất bại, chỉ cần bạn dũng cảm đối mặt và bứt phá, thì sau khi chiến thắng, bạn mới thực sự hiểu tại sao mình lại chọn hướng đi này. Nhìn Vương Nhất Bác trong bộ đồng phục học sinh của Trung Hoa Dân Quốc, người biên tập chia sẻ rằng có một cảm giác không thể giải thích được. Anh đẹp trai, nhưng không chỉ đẹp trai, mà khí chất thì trẻ trung và tươi mới. Nó đã dần dần trở thành một nét quyến rũ trưởng thành. Có vẻ như vậy, diễn xuất của Vương Nhất Bác lần này thật sự rất đúng. Đã có rất nhiều tiến bộ và tin rằng anh sẽ mang đến cho các bạn nhiều điều bất ngờ sau khi bộ phim này được phát sóng. Vương Nhất Bác đóng vai Tường Tiến Vân trong bộ phim Lý tưởng chiếu sáng Trung Quốc. Tường Tiến Vân là một nhân vật vĩ đại. Anh đã tham gia và khởi xướng các phong trào văn hóa nhiều lần và trong thời kỳ đặc biệt, anh đã đạt được thành công. Một người đàn ông tuyệt vời, người luôn kiên định với bản thân và triết lý sống của mình lên cao độ. Vai của Vương Nhất Bác lần này không chỉ là sự trau chuốt về kỹ năng diễn xuất mà còn là sự trưởng thành về ý nghĩa cuộc sống. Cho anh ấy tìm hiểu thêm về lịch sử của đất nước, lịch sử Trung Quốc nên được hiểu rõ. Cư dân mạng nhìn thấy trang phục của Vương Nhất Bác đã bày tỏ sự mong đợi của họ đối với trang phục sinh viên Đảng Cộng Hòa cũng như Tường Tiến Vân do Nhất Bác thủ vai. Khán giả tin rằng Vương Nhất Bác sẽ có thể đóng vai này, một vị quan chức cao cấp và hào hiệp, bên kia là lý tưởng của tuổi trẻ. Đồng thời cũng phải xem xét tình hình lúc đó. Trong hoàn cảnh như vậy, làm thế nào Tường Tiến Vân có thể vượt qua những khó khăn và cám dỗ để đạt được mục tiêu sống của mình? Đồng thời tin rằng màn trình diễn của Vương Nhất Bác lần này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một Tường Tiến Vân anh hùng. Từ những bức ảnh của Reuters, mọi người còn có thể thấy Vương Nhất Bác cả miệng đều biểu ra, hai mắt lộ ra dấu vết đáng thương, tổng thể khiến người ta có cảm giác như bị ức hiếp. Người ta ước đoán đó là Vương Nhất Bác quay phim mệt quá nên mới xuất hiện biểu cảm này. Sau đó, từ một bức ảnh khác của Reuters, có thể thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc đó rất dữ tợn và miệng cũng mím lại, cái nhìn đang cúi xuống, giống như cảm giác đang chuẩn bị tấn công. Nhưng người ta không khỏi cho rằng anh ấy thực sự quá đáng yêu. Sau đó, một bức ảnh của Reuters chụp mặt trước của Vương Nhất Bác. Nhìn vào khuôn mặt và cổ của anh ấy như thể có hai sắc thái khác nhau, Vương Nhất Bác đã làm rám nắng khuôn mặt của anh ấy. Trước đó vào ngày 6 tháng 3, trên mạng xã hội đã lan truyền trước một loạt hình ảnh hậu trường mờ ảo của Vương Nhất Bác trong phim mới Cảnh sát bảo vệ hòa bình Trung Quốc. Loạt ảnh này đã khiến các fan bùng nổ trong sự phấn khích vì cho thấy một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác so với mọi khi, nhất là với mái tóc ngắn cuộn cỡn được vuốt cao bóng loáng. Đây vốn là kiểu tóc thịnh hành thời Dân Quốc, đặc biệt là dành cho nam giới trong quân đội. Vương Nhất Bác tham gia dự án đương nhiên phải hóa thân triệt để thành nhân vật với trang phục và ngoại hình hợp thời. Giờ đây, hình ảnh Vương Nhất Bác đầu xịt kèo, tóc chải bảy bà cùng trang phục nghiêm túc khiến nhiều khán giả nhớ mãi không quên. Cảnh sát bảo vệ hòa bình Trung Quốc là bộ phim có sự tham gia của dàn Mỹ Nam hot hòn hòt của CBiz như Vương Nhất Bác, Hoàng Cảnh Du, Trương Triết Hạng. Bối cảnh phim thuộc thời quốc dân hứa hẹn mang đến trải nghiệm phim ảnh khác lạ so với mọi khi.